Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tổng Trọng muốn đưa Việt Nam vào thời ăn lông ở lỗ. Ông Nguyễn Phú Trọng là một con người cổ hủ, trung thành với chủ nghĩa Mác Lênin độc hại. Đó là điều không thể chối cãi. Ông Trọng đang làm mọi cách để duy trì chế độ cộng sản ở Việt Nam. Ai dám nói tới đa nguyên hay đa đảng đều bị ông Tổng tống vào tù và trừng trị rất nặng. Thiên hướng của ông Trọng là ngả về phía Trung Quốc để đảm bảo sự cai trị của đảng. Ngoài ra, ông Trọng còn dành ưu ái đặc biệt với những quốc gia độc tài như Nga, Iran, Cuba, Bắc Triều Tiên, v.v. Độc tài toàn trị dân bằng bạo lực, phù hợp với lý thuyết bạo lực cách mạng cộng sản. Xã hội Nga, Trung Quốc và Iran hiện nay cũng là xã hội công an trị tương tự như Việt Nam. Tuy với mức độ có khác nhau, nhưng về bản chất thì giống nhau, cũng dùng bạo lực để áp đặt lên ý chí của những kẻ độc tài lên đầu người dân. Ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính bắt tay Tổng thống Ukraine Zelensky tại hội nghị thượng đỉnh G7 tại Nhật. Riêng nhà nước Iran là nhà nước Hồi giáo cực đoan, họ hành xử man dợ như thời Trung Cổ. Họ lập ra cái gọi là cảnh sát tôn giáo, họ tự cho họ cái quyền hành với phụ nữ, đôi khi chỉ vì lỗi đơn giản như không đeo khăn trùm kín mặt, theo luật đạo Hồi. Sự man dợ này nó tưởng như Hồng vệ binh của Trung Quốc trước đây và cũng tương tự như tầng lớp bần cố nông bị Đảng Cộng sản sách động thời cải cách ruộng đất. Đối với ông Nguyễn Phú Trọng, miệng ông luôn nói là vì dân nhưng ông lại trung thành với đường lối bạo lực cách mạng. Dù man dợ đến đâu, Đảng Cộng sản cũng sẽ làm, miễn sao là bảo vệ được Đảng. Điều này đã được lịch sử chứng minh qua 78 năm cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng bắt tay với tay sai của Putin, Medvedev. Tuy cả thế giới lên án độc tài Putin, nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam thì lại vẫn ôm chân Putin. Điều này có lẽ là do sự trung thành đến ngu muội của các đời lãnh đạo Cộng sản Việt Nam với nước Nga. Theo cách họ nghĩ là sự vĩ đại với Nga, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn luôn trân trọng, dành cho họ một chỗ đứng trang trọng. Vì thế, bất chấp thế giới bên ngoài lên án độc tài Putin, thì ông này xua quân chém giết bừa bãi thường dân Ukraine. Vậy mà Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn mời Medvedev, một tên tay sai của Putin, sang thăm Việt Nam. Đến ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đón tiếp Medvedev, dù ông này chỉ là con rối của Putin. Thờ độc tài Putin thì cũng thờ luôn ông đầy tớ của ông ta. Song song với việc tiếp đón Medvedev, ông Nguyễn Phú Trọng còn cho Tô Lâm sang Iran thăm quốc gia độc tài này. Đây là một chính quyền man dợ bậc nhất thế giới, bị thế giới văn minh cô lập, nhưng Hà Nội lại muốn kết nối với quốc gia này. Về mục đích là gì đây? Từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 5, ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam thăm và làm việc tại Iran. Tại đây, ông Tô Lâm và ông Ahmad, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Iran, đã ký kết Hiệp định Hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Iran. Đây là sự ký kết giữa hai bộ có quyền lực và tàn bạo nhất của hai nước. Trong khi ông Phạm Minh Chính được mời dự hội nghị thượng đỉnh G7, thì đây là nhã ý của các nước G7 muốn Việt Nam đến gần hơn với họ. Tuy nhiên, cùng trong một khoảng thời gian, ông Nguyễn Phú Trọng đã bắt tay với Medvedev và cho Tô Lâm đi Iran. Thì rõ ràng ông Nguyễn Phú Trọng ngụ ý tỏ rõ thái độ với khối dân chủ rồi. Khối dân chủ càng lôi kéo, ông Trọng càng ngả về phía độc tài. Không những bắt tay với Medvedev, ông Trọng còn sai Tô Lâm sang Iran. Độc tài giúp Đảng Cộng sản Việt Nam trị dân tốt hơn. Độc tài giúp cho Đảng Cộng sản khiến dân khiếp sợ hơn. Và độc tài giúp cho Đảng Cộng sản tàn bạo hơn. Xem ra Đảng Cộng sản không bao giờ nhìn đến văn minh mà họ cố níu kéo Việt Nam ngả về phía man dợ. Thế giới này đã và đang đi theo tiếng gọi của văn minh. Hầu hết các nước Đông Âu trước đây đã rũ bỏ độc tài Cộng sản để đi theo tiếng gọi của văn minh. Những quốc gia cộng sản cũ đã có xã hội tiến bộ hơn rất nhiều như Ba Lan, Cộng hòa Séc, Slovakia và gần đây là Ukraine. Dù phải trả giá bằng máu nhưng những quốc gia này vẫn cương quyết đi theo tiếng gọi của văn minh. Còn Việt Nam vô cùng bất hạnh khi Đảng Cộng sản vẫn bám vào sự man dợ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Tổng Trọng muốn đưa Việt Nam vào thời ăn lông ở lỗ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.
quanh năm kịch chiến, đảng vững mạnh thế nào cho được đây. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam nói cho cùng cũng vây quanh hai chữ miếng ăn. Từ miếng ăn ấy mà dẫn đến tư duy chiếm dụng. Với Đảng Cộng sản, họ chỉ nghĩ đến việc chiếm dụng dân tộc, chiếm dụng đất nước làm tài sản riêng cho họ. Họ không chấp nhận cho bất kỳ một đảng phái chính trị nào chia phần với họ, không cho bất kỳ ai nói trái với ý họ. Cho nên đến nay, họ vẫn chủ yếu dùng bộ máy công an, quân đội để mà tấn công mạnh vào những cá nhân có tư tưởng chính trị khác với họ. Hội nghị Trung ương lần thứ 7 là lần ăn chia thứ 7 trong nhiệm kỳ 5 năm. Quyền lực luôn gắn liền với quyền lợi. Đảng Cộng sản luôn hô hào quyền lợi đi đôi với trách nhiệm. Nhưng thực sự Đảng Cộng sản đã có trách nhiệm với dân tộc, có trách nhiệm với đất nước bao giờ chưa? Nếu có trách nhiệm với đất nước thì tại sao ông Phạm Văn Đồng lại ký công hàm 1958 công nhận Trung Quốc làm chủ đối với Hoàng Sa và Trường Sa? Nếu có trách nhiệm với dân thì tại sao họ lại dùng hàng triệu sinh mạng của dân tộc vào cuộc chiến huynh đệ tương tàn 1954 cho đến tận năm 1975 để làm gì? Sự phân chia hai miền đất nước giữa Triều Tiên và Hàn Quốc đã tạo ra sự khác biệt như thế nào thì bây giờ ai cũng đã thấy. Với Việt Nam, miền Nam mất, đất nước mất đi cơ hội vươn lên thành cường quốc. Việc hy sinh hàng triệu sinh mạng người dân cho cuộc chiến vô nghĩa đẫm máu ấy chỉ mang lại quyền cai trị cho Đảng Cộng sản, còn dân tộc thì chịu mất mát vô cùng lớn. Sau khi Đảng Cộng sản thâu tóm được toàn bộ đất nước Việt Nam, khi thức ăn đã nhiều thì họ tranh nhau, giành nhau để mà ăn. Họ giành quyền lực, họ giành tài sản của dân, cả đất nước này phải nai lưng ra làm lụng để mà nuôi nhiều triệu đảng viên. Người dân phải đóng thuế theo luật pháp chưa đủ, dân còn phải đóng tiền cho bọn quan lại tham quan lớn nhỏ từ Bắc đến Nam để được chạy công việc. Thực sự Đảng Cộng sản là một vật ký sinh đang hút máu cả đất nước với hàng trăm triệu người dân này. Kỳ họp Quốc hội Việt Nam lần này chỉ là những cái gật đầu của Hội nghị Trung ương 7 đã quyết. Ngày nay Đảng Cộng sản đã yên tâm rằng sức phản kháng của người dân gần như không còn nữa. Bộ Công an đã bắt bớ gần hết những người dám nói thẳng, nói sự thật. Bộ Giáo dục sau bao nhiêu năm đầu độc người dân bằng giáo dục nhồi sọ thì nay người dân đã không còn sức phản kháng. Giờ đây các quan chức lại kịch chiến nhau để mà giành miếng ăn. Và cứ thế họ đánh nhau từ năm này sang năm khác. Nếu nói quan chức tại các nước dân chủ phải trổ hết tài năng để mang lại kết quả tốt đẹp cho dân thì mới có cơ hội tái trúng cử, thì quan chức của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam không cần phải nịnh dân như vậy. Họ cứ thoải mái đạp lên đầu dân, cứ bóc lột nhân dân thật nhiều tiền để dâng lên cho cấp trên mua ghế là xong. Vì thế trong Đảng Cộng sản, quan chức không cần lấy lòng dân mà chỉ cần nịnh cấp trên, đạp cấp dưới và triệt hạ đối thủ, cạnh tranh nhau là thành công. Ở thượng tầng của Đảng Cộng sản, cứ mỗi 5 năm lại có một cuộc ăn chia rất lớn. Đó là mỗi nhiệm kỳ của Đảng, trong 5 năm nhiệm kỳ đó thì có khoảng 10 kỳ ăn chia nhỏ. Cứ mỗi nửa năm một lần, đó là những kỳ Trung ương Đảng họp hội nghị để tổng kết 6 tháng đấu đá. Sau khi Trung ương đã được thỏa thuận ăn chia xong thì Quốc hội họp rồi gật đầu những gì mà Trung ương Đảng đã quyết trong hội nghị trước đó. Và gần 100 triệu người dân đã bị bỏ ra ngoài lề. Tốn tiền tỷ mỗi năm, Quốc hội chỉ có thể gặp nhau để mà gật đầu và nói nhảm. Vào ngày 22 tháng 5, Quốc hội đã bắt đầu kỳ họp để bàn về những kết quả mà Hội nghị Trung ương lần thứ 7 đã quyết cách đó 5 ngày. Hội nghị Trung ương chỉ họp có 3 ngày, nhưng Quốc hội phải họp đến 22 ngày. Cho nên người dân Việt Nam lại phải chứng kiến những màn nói xàm của đại biểu Quốc hội trước nghị trường. Công tác nhân sự là vấn đề đầu tiên được Quốc hội họp bàn. Họ chỉ cần gật một cái hoặc hai gật là xong. Còn lại khoảng 20 ngày để các ông nghị thi nhau nói nhảm, để đốt thời gian, để thể hiện và đốt tiền của dân. Đấy là những gì đã, đang và sẽ diễn ra trong Đảng Cộng sản. Cứ 5 năm đấu một trận lớn, trong 5 năm ấy lại đấu 10 trận nhỏ. Đấu xong lại họp mặt, ăn chia. Vậy thì làm sao Đảng Cộng sản có thể vững mạnh cho được đây? Đảng Cộng sản thực sự không vững mạnh. Họ yên tâm ngồi ghế cai trị bởi họ đã làm cho dân tộc mất hết nội lực mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin quanh năm kịch chiến, Đảng vững mạnh thế nào cho được. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.
Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de